Hello, hello, hello mấy bạn ha. Thì hôm nay là cái buổi học thứ hai, hôm nay là ngày thứ tư ha. Mình đến lớp và mình đến sớm có như 15 20 phút. Nên mình muốn chia sẻ với mấy bạn về cái lớp học này ha. Hi Yun. Là cái lớp học này á, là cái lớp thứ hai mà mình học ở Montgomery College ha. Thì mấy bữa mình đã đi quay lại bốc số lịch hẹn rồi. Bữa hổm là ngày thứ hai vô rồi, hôm nay là ngày thứ tư. Thì mình nói sâu hơn về lớp học này. Thì lớp học này một tuần mình học có 2 buổi thôi, từ 7 giờ đến 9 giờ rưỡi là về. Và cái lớp học này là cái khóa học này là có 60 giờ, có nghĩa là 60 tiếng đó. Thì tính ra là mình học phải 3 tháng ha. 3 tháng thì có thể là học tới tới tháng 12, nay tháng 9 rồi. Tháng 10, 11, 12 là có phải qua tháng 12 hay tháng 1 gì đó. Thì học xong thì cũng phải kiểm tra. Thì cái lớp mình học là cái lớp nâng cao ha, là cái lớp cuối cùng dành cho những người lớn đi học ha. Thì đa phần lớp học mình là những người người ta lớn tuổi không à. Có những người mới qua 2 tháng là mình là đã được 6 tháng rồi. Mấy chị này là cái chị đó ở sau lưng mình đó, là ở đây gần 20 năm rồi. Cái chị bên đây là cái chị cái người Iraq nè, chùm đầu này nè, Iran Iraq nè, cũng đã 6 năm rồi. Và cái lớp này là có 15 người, trong đó có mình luôn ha. Toàn là đến từ Nam Phi gì không. Cô giáo cũng là người da đen lên nên có mình là Việt Nam. Mà cái trường học này bự quá trời bự luôn, đa số người đăng ký học á thì nó có lớp lớp bắt đầu 1, bắt đầu 2, rồi lớp trung gian 1, lớp trung gian 2. Còn cái lớp mình đang học là lớp nâng cao, lớp cuối cùng luôn á. Học xong lớp này là mình nói rồi đó, các bạn có thể đăng ký lên học đại học hay là học mấy chuyên ngành nào mà các bạn muốn ha. Thì mình đi vô sớm, mình muốn share cho mấy bạn về cái lớp học ở đây như thế nào. Thì cái lớp học lần trước á, thì mình học là cái lớp trung bình, mà lớp trung bình 2 ha. Thì học ở đó cũng 60 giờ, mà từng mình học từ thứ hai thứ ba thứ năm mà 3 tiếng một ngày á, nên học cái khóa đó là cái lớp đó là lớp mùa hè nên học nhiều hơn. Và mình học chỉ có 1 tháng thôi. Lớp này là lớp mùa thu, mùa này là mùa thu. Học lớp này xong nữa là gần qua tới mùa đông rồi ha. Rồi chính vì học chỉ ngày có 2 tiếng rưỡi thôi nên cái phần học mình nó chậm hơn và học từ từ hơn. Thì học mình đi học mình cảm thấy vui và thích quá, học gặp người này người kia, mình nâng cao trình độ tiếng Anh lên. Và có nhiều người người ta ở đây mười mấy năm luôn ha, và người ta có thể người ta làm chủ luôn, người ta có công ăn việc làm luôn, người ta nói chuyện tiếng Anh chuẩn không cần chỉnh luôn á, người ta nghe ghía cái nó quen tai á. Còn như mình á thì mình mới qua thì mình nghe đâu có giỏi đâu, mình nghe rất là dở, nhưng mà mình viết được, mình viết cũng ok ha. Nhưng mà mình phải đi học, mình cho mấy bạn coi cái lớp học ở trong đây như thế nào nè. Để mình quay lại ha, quay lại cho mấy bạn tham khảo ha, chia sẻ cho mấy bạn coi ha. Có bạn bữa hổm nói đó, mình quay mà để lồng nhạc nhiều vô quá nên các bạn không có hiểu ha. Thì ok, để mình quay lại cho mấy bạn coi nè. Đó, cái này là cái bảng ha, cái bảng này bảng chiếu là không được viết gì lên cái bảng này hết. Còn cái này là bàn của cô giáo ha. Và cái lớp học đó, ở trong đây là cái lớp học, người ta trang trí nhìn rất là đẹp luôn ha. Đó, cái bàn của cô giáo nè. Thôi nhìn mình thấy rất là ấn tượng ha. Cái trường cấp 3 này ở đây nó có nhiều lớp mà nhìn nhìn thấy ghiền luôn nha. Mình nhìn thấy rất là thích, mà thấy cái việc học tập của người ta. Nếu mà các bạn tìm hiểu thì học ở nước Mỹ thì cái việc đi học ở đây người ta đã rất là chú trọng, và việc dạy học ở đây người ta nói là một nền giáo dục mà tiên tiến, cái nước nào cũng cần phải học luôn ha. Bảng trước, bảng sau đồ này kia nọ. Đó, cái này là bảng nè. Thì tụi học cấp 2 nó học, có học cấp 3 nó học xong rồi nó về. Nên giờ mình làm lớp học dành cho người lớn á, mình vô đây mình được học ké từ cái trường đại học á, nó mượn trường của cấp 2, nó mượn trường của cấp 3, nó mượn trường của tiểu học. Thì 7 giờ mình mới vô, giờ còn nãy giờ mình vô sớm được 15 20 phút á. Nên mình quay lại cho mấy bạn coi ha, bàn ghế rồi cái đi học ở trong đây như thế nào á. Đó. Nó rất là đẹp ha, nhìn là mình rất thích đi học luôn ha. Nó tạo cho cái màu sắc, cho không khí, cho người ta nhìn muốn là đi học luôn ha, nhìn rất là thấy thích, không muốn học mà nhìn vô cũng phải thích đi học nữa.
Nếu mà mấy bạn nào mà coi clip mình ha, thì nếu mà có qua đây á, chịu khó thì nên đi học đi. Học càng nhiều học càng tốt. Và thấy không, lớp học người ta rất là sạch sẽ và trang nghiêm ha. Bảng đồ này kia nọ nhìn nhìn rất là có không khí, nhìn là muốn đi học liền ha. Đó, bao quát. Và cái trường này hả, trời ơi, nó dạy, nó tổ chức dạy cái lớp học người lớn này á, quá trời luôn ha. Và quá trời luôn, nếu mà tan tan lớp học ra là thấy quá trời người để đi học luôn ha. Thì ngày hôm qua thì cô phát cho cái này nè, để biết là mình đến từ đâu ha. Nè, rồi tên mình nè. Đó, cái chữ thị là thành tên đó. Rồi mình lấy tên tiếng Anh vậy cho dễ, đó là những phần mà mình đi học nè. Học bữa thứ hai nè. Rồi giờ hôm nay là bữa thứ tư đó. Từng học có 2 buổi thôi, mình cảm thấy đi học rất là vui, ở nhà thì buồn quá, đi ra gặp bạn bè, gặp mấy chị mấy dì đồ rất là vui. Nhiều người ta ở đây rất là lâu luôn ha. Ok, để mình quay cái mặt, mình quay cái mặt mình lại vô cho mấy bạn coi ha. Đó, cái việc mình đi học ha. Đó, việc mình đi học học đó, y như một đứa học sinh nha, y như một đứa mình nay thì cũng đã hơn 30 tuổi rồi mà cũng đi học như mấy bé nhỏ nhỏ đó. Thì ở đây ở xứ Mỹ này, các bạn muốn đi học lúc nào cũng được hết đó. Thì mình tranh thủ mình đi, mình chịu khó mình học. Những người ta qua đây lâu rồi, người ta vẫn phải đi học chung với mình, cùng lớp với mình, cùng trình độ với mình. Là hồi xưa có nhiều khi người ta bận bịu, người ta không có thời gian, người ta không có đi học được. Bây giờ họ có thể là họ có thời gian thoải mái và thư thả họ đi học. Thì cái lớp mình học là cái lớp nâng cao cuối cùng rồi đó. Đó, còn mấy người kia hả, mình thấy mới vô mà đa phần là mình không có thấy người châu Á mình nhiều ha, mình mới thấy mấy người châu Phi, nào là El Salvador, Colombia, Peru, có những nước mà mình chưa bao giờ mình nghe luôn ha, mình chưa bao giờ mình nghe và chưa bao giờ mình biết ở trên bản đồ là nằm ở đâu luôn. Nên mình thấy rất là thích khi mình tiếp xúc với những người này, thì có nhiều nước, có nhiều nền văn hóa khác nhau và mình có thể tiếp xúc họ, gặp gỡ họ, tuy là họ không biết là mình học được cái gì không, nhưng mà cảm thấy vui hơn là mình ở nhà được gặp người này người kia. Thì các bạn biết là nước Mỹ là nước của dân nhập cư mà, nếu mà vô vô nước Mỹ là thiệt á, ở trên thế giới nó có hai trăm mấy nước á, 263 nước không biết nữa, hình như coi rõ là đi 200 mấy nước, đa phần vô Mỹ này hết trơn, nước nào không có hết trơn á. Mà đa phần ở khu vực này, khu vực DC này với lại Maryland với lại Virginia này là nó tổng hợp luôn á, nó gần tòa Nhà Trắng rồi á, nên đa sắc tộc ở đây lắm. Nên các bạn có thể là tìm hiểu và học hỏi ở đây cũng rất là nhiều luôn, cũng thấy hay hay. Mấy chỗ khác thì nó ít dân nhập cư hơn, nói chung là Mỹ là dân nhập cư nhiều, nhưng mà cái gần cái chỗ DC này, gần tòa Nhà Trắng đồ này kia nọ, người ta lại đây quá trời luôn, để người ta đi làm đồ này kia nọ tùm lum hết á. Nên mình cảm thấy vui và mình cảm thấy đi học mình rất là thích ha. Nên tối ngày mình làm clip mình share cho mấy bạn về chuyện mình đi học hoài, mình cảm thấy vui, mình cảm thấy thích. Ôi, học là cái niềm vui của mình. Ở nhà làm gì chán hình chết nữa, và đi học có 1 tiếng, có 2 tiếng hơn thì nó đâu có là cái gì đâu. Thì dành thời gian đi học đi các bạn, qua đây nếu mà đi theo diện K-1 visa hay là diện kết hôn gì cũng vậy á, K-1 visa nội, mà các bạn thời gian ở nhà các bạn chờ vậy thẻ xanh rồi về á, buồn chết cha luôn. Nên tốt nhất là các bạn đi đăng ký vô cái quận hạt nào ở gần nhà mình á, để được đi học đi. Đi học càng nhiều càng tốt, chứ nếu mà không đi học các bạn không biết gì nhiều hết đó. Mình sống ở xứ Mỹ nên sống lâu dài, chứ không phải là sống ngày một bữa xong mình đi về Việt Nam. Nên cái đó các bạn không cần. Và tiếng Anh là thứ rất là quan trọng, cho dù người ta đã làm chủ ở xứ Mỹ này á, người ta cũng phải vẫn phải đi học ha, và đi học rất là nhiều. Cái chị ở sau lưng mình nè, cái chị này đã làm chủ rồi nè. Bà có cái tiệm chuyên mướn về những người mà lau nhà, dọn dẹp nhà cửa đồ này kia nọ nha. Bà ở đây mười mấy năm rồi đó, bà làm chủ đó. Nhưng mà tiếng Anh bà nói chuẩn không cần chỉnh luôn ha, mà viết thì bà không có rành. Tại vì đa phần là người ta nói dạng nói tiếng bồi á, mà người ta ở đây lâu năm rồi, người ta nói rất là chuẩn luôn ha. Các bạn nghe trời, nghe giống như người ta sinh đẻ ở đây vậy, nhưng mà người ta không biết viết nhiều, người ta chỉ nghe viết rồi người ta quen tai á, rồi người ta nói theo quen miệng ha.
nên nó mỗi người là mỗi trường hợp, vô đây mình đi gặp mọi người mình thấy học rất là vui. Và cái lớp học này học dễ gì thì cô giáo hôm qua ngày thứ hai cô giáo có giảng là học các bạn đi gặp bác sĩ, các bạn phải biết điền form gì, rồi xong rồi đi khám bệnh ha, đi khám bệnh gặp bác sĩ, rồi xong rồi đi xin việc làm, đi vô phỏng vấn xin việc làm cần gì, đi tới những cái khu nào thì các bạn biết nói chuyện càng sau người ta sẽ chỉ mình để mình nói chuyện, rồi mình học càng nhiều càng tốt. Còn những cái lớp dở lòng, cái lớp ban đầu á chỉ nói chuyện sơ sài thôi, còn cái lớp này đi sâu vô, các bạn đi ra đường các bạn phải biết nói như thế nào, rồi viết cái đơn xin việc mình, cái resume của mình nó ra làm sao, rồi cái phỏng vấn xin việc làm, nói chung là nó rất là nhiều luôn. Thì đi học nâng cao thì phải vậy là đúng rồi, nên nó như là một phần ngôn ngữ của mình luôn á. Nên tốt nhất là các bạn nếu mà coi clip của mình ha, thì mình muốn chia sẻ cái niềm vui, cái động lực mà các bạn nên đi học đi ha, đi học càng nhiều càng tốt. Qua xứ Mỹ này rồi đừng có nghĩ là không học ha, không học các bạn làm việc rất là cực khổ, các bạn làm việc rất là vất vả. Những người ta học, người ta có điều kiện, người ta có bằng cấp á, người ta đi làm thứ bảy chủ nhật người ta được nghỉ, các bạn hả phải làm hoài hoài, hoài luôn, thứ bảy chủ nhật người ta được nghỉ thì mình lại đi làm ha. Thì mình nói cho mấy bạn nghe đó, tùy các bạn chọn lựa thôi, ráng cố gắng đi học, có ai mà đã giỏi đâu, mình cũng cũng đâu có phải giỏi gì hơn ai đâu. Thì mình đi học mình chịu khó, mình tranh thủ thời gian, đừng nói không có thời gian, rồi đừng nói học không được này kia nọ. Người ta lớn tuổi người ta vẫn đi học bình thường nè, người ta đi học hoài luôn, người ta đi học được, tại sao mình mới qua mình còn nhỏ mà mình không có chịu phấn đấu mình đi học, cái đó là tốt cho mình thôi ha. Thì mình muốn chia sẻ cho mấy bạn cái lớp clip này, thì mình không có để nhạc để nhú gì vô hết trơn, cho mấy bạn nghe và mấy bạn hiểu hơn, kỹ hơn về cái lớp mà mình đi học ha. Đó là chia sẻ của mình, cái niềm vui của mình được đi học, và mình cảm thấy rất thích, cảm thấy rất hào hứng mỗi ngày được đi học, đỡ hơn ở nhà. Ở nhà cái chán quá và cũng không không ai nói chuyện, rồi đi ra đường như gặp người này người kia, bạn trong lớp gặp mấy người ở đây mới có kinh nghiệm, nhiều khi mình hỏi được người ta vấn đề này vấn đề kia, người ta biết trước, người ta chỉ cho mình. Nếu mà cái người nào mà dễ thương người ta chỉ, còn nếu không dễ thương thôi cũng đâu có sao đâu, chuyện bình thường. Mình làm quen, mình học hỏi với những người nào mà người ta tốt, còn người ta không tốt thì thôi mình không có cần chơi, ok đúng không? Thì cái clip này thì mình nói về cái sâu hơn, cái lớp học mà advanced của mình ha, đi sâu hơn và học những gì, cho mấy bạn nào mà muốn học muốn tìm hiểu thì coi clip mình sẽ biết ha. Mình thích chia sẻ là cho mấy bạn để mấy bạn tìm hiểu và có cơ hội học hành được như thế nào. Mình những cái clip mình là đi sâu vô trường học, đi sâu vô lớp học, thì gặp những bạn bè đầu này kia nọ thấy không. À, bạn này mới qua mới có 2 tháng thôi, bạn này đến từ Colombia ha, bạn này mới có 25 tuổi, bạn trai này nè đó. Trong lớp học có rất là nhiều người luôn đó, mình quay lại cái như vậy đi cho người ta đi vô thì các bạn thấy được. Nếu mà quay ngang ta nhiều người ta không có hài lòng, có rất là nhiều người lớn tuổi người ta đi học, cái này lớp học dành cho người lớn mà, chứ đâu phải là mình là cảm thấy mình cũng nhỏ mình đi học được là cũng rất là ok, chứ không đến nỗi nào mà tệ ha. Thì cố gắng đi học, học càng nhiều càng tốt ha, học cho có kiến thức. Qua xứ Mỹ này rồi, qua một đất nước mới hoàn toàn mới, thì chuyện đi học là phải cố gắng học thôi. Còn nếu các bạn không học thì các bạn thua thiệt ta, các bạn không có biết nói gì, các bạn đi đâu có cần người giúp đỡ này kia nọ, dựa dẫm vào ông xã mình, dựa dẫm vào chồng mình quá nhiều thì cũng không có tốt. Mình phải học cách tự lập rồi như thế nào. Nếu mà các bạn coi clip mình cảm thấy thích, ủng hộ mình thì mình rất là vui ha. Mình muốn chia sẻ kiến thức cho mấy bạn, mình là những người là con gái Việt Nam, phụ nữ Việt Nam định cư một nơi xa xôi ha, không có người thân đồ này kia nọ ha, thì mình muốn chia sẻ giúp đỡ lẫn nhau, có những gì mà khó khăn, có những nào các bạn không biết mình đi trước mình biết rồi mình chia sẻ lại cho mấy bạn, giúp cái các bạn đi sau có thể là học hỏi được nhiều hơn, có thể là tiến bộ hơn, thì dễ dàng hòa nhập vào cái xứ Mỹ này hơn. Có rất nhiều thứ mà mình rất là muốn học và đáng để học, để cho mình sau này cuộc sống lâu dài ở xứ Mỹ, chứ không phải mình qua đây rồi mình muốn đi về liền. Thì phải học, cái học là cái bước chính, học Anh văn ha. Rồi đó mình đi học tới đâu mình muốn làm clip mình chia sẻ cho mấy bạn, mình thấy rất là vui, thì giúp các bạn cũng là niềm vui của mình, nên mình làm clip mình share ha. Thì hello, đó là cô giáo đó, cô giáo đến từ nước nào quên mất tiêu rồi, cái mấy cái nước mình không có biết không à. Ok, mình bye mấy bạn ha, mình hẹn clip sau ha, có clip gì thì mình sẽ chia sẻ cho mấy bạn nhiều hơn nữa ha. Đó là cô giáo của mình đó. Ok, bye bye, see you.